Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin đình công vẫn tiếp diễn ngày thứ ba tại nhà máy giày Pochen ở Đồng Nai. Tình trạng công nhân đình công vẫn tiếp diễn sang ngày thứ ba vào ngày 10 tháng 1 tại một nhà máy ở Đồng Nai của tập đoàn Pochen, nhà sản xuất giày dép lớn nhất thế giới của Đài Loan, do công nhân không hài lòng với các khoản thưởng Tết. Theo tờ báo Taiwan News, 14.000 nhân viên của nhà máy đã đình công vào thứ Sáu ngày 7 tháng 1 do quyết định cắt giảm tiền thưởng Tết của công ty Đài Loan này. Đây là hình ảnh công nhân công ty Pochen Việt Nam đã đình công chặn ngang quốc lộ 1, địa phận giáp danh giữa hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Trước đó, công ty Pochen Việt Nam cũng thông báo rằng nhân viên phải làm đủ một năm mới được thưởng thêm một tháng lương, tức là tháng lương thứ 13, và mức thưởng này tăng dần đến 1,5 tháng lương tùy theo thâm niên làm việc, tương đương với 5 đến 20 triệu đồng. Năm ngoái, mức thưởng cao nhất của Pochen Việt Nam là 1,9 tháng lương và trước đó nữa là 2,2 tháng lương, theo tờ báo Thanh Niên chia sẻ. Theo công nhân Pochen đã bắt đầu đình công từ trưa ngày 7 tháng 1 để đòi công ty Đài Loan giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái. Vào ngày 9 tháng 1, Pochen ra thông báo kêu gọi công nhân đi làm trở lại và cho biết sẽ không thay đổi mức thưởng Tết đã đưa ra trước đó. Thông báo được ghi như sau. Chúng tôi mong người lao động thấu hiểu cho một công ty khi ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 lần thứ tư, công ty đã dốc hết sức để chăm sóc cho đời sống của người lao động và nỗ lực không ngừng để duy trì cuộc sống ấm no cho người lao động. Tờ báo Thanh Niên đã trích dẫn trong thông cáo báo chí. Lý giải về những thay đổi mức thưởng Tết của Pochen, ông Vũ Minh, Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan ở Đồng Nai cho biết công việc kinh doanh của các doanh nghiệp Đài Loan không được tốt trong năm qua. Thêm vào đó, các doanh nghiệp bị buộc phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do chính phủ Việt Nam yêu cầu đã gây ảnh hưởng đến lợi nhuận. Đây là hình ảnh yêu cầu ba tại chỗ khiến hầu hết doanh nghiệp không thể đáp ứng được chỗ ăn, chỗ ở cho công nhân ngay tại nơi làm việc. Ông Vu đã nói, ông tin rằng hầu hết các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cho nhân viên, nhưng đại dịch bất ngờ đã gây ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận và tiền thưởng. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ thông cảm cho nhau và chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ tập đoàn Pochen trao đổi với người lao động để chấm dứt tình trạng đình công này. Pochen là nhà sản xuất hàng đầu cho nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Nike, Adidas, New và rất nhiều những hãng khác. Tại Việt Nam, tập đoàn này có các nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tiền Giang. Việt Nam vẫn chưa có công đoàn độc lập. Đầu năm 2022, tờ The Diplomat có đăng tải bài viết của tác giả Buckley với tựa đề Những hạn chế của Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi Việt Nam. Tác giả cho rằng sau khi Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi của Việt Nam được Quốc hội thông qua vào năm 2019, một số báo chí quốc tế tiếng Anh có những bài viết nhận định Việt Nam đã cho phép thành lập công đoàn độc lập ngoài hệ thống công đoàn của các cấp và khi đang chịu sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như trước đây. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của nhà nước thì không đưa tin về việc có một tổ chức công đoàn độc lập nào đang tồn tại hay không. Nhận định về việc này với Đài Tiếng Nói EFA tại Mỹ, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2022, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường cho rằng đó là thực tế, ông nói thêm. Sự thực mà nói thì cam kết của chính phủ Việt Nam trong CPTPP và EVFTA là cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Cam kết này là có và chính phủ Việt Nam đã xác nhận, đã có ký kết, nhưng đó là cam kết trên giấy tờ. Nhưng đến nay vẫn chưa có công đoàn độc lập nào được thành lập. Đây là hình ảnh Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA được chính phủ Việt Nam ký từ ngày 30 tháng 6 năm 2019, trong đó có điều khoản cam kết cho phép thành lập công đoàn độc lập. Có lẽ vì trường hợp này, trường hợp kia vẫn bị đối xử không thuận theo khung pháp luật mà Việt Nam đã cam kết, thành ra về phía công đoàn cũng chưa ai đứng ra thành lập. Những tổ chức xã hội độc lập, ví dụ như Hội Nhà báo độc lập thì lại bị ra tòa. Các hội đó đều bị liệt vào không đúng với pháp luật của Việt Nam.
Tức là theo pháp luật của Việt Nam thì chỉ có chính phủ cam kết với công đoàn độc lập thôi, chứ chưa có tổ chức xã hội dân sự độc lập. Chính vì vậy, người ta có thể ghép tất cả các tổ chức xã hội dân sự vào những tổ chức không phù hợp pháp luật. Bộ luật lao động sửa đổi của Việt Nam được Quốc hội thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Bộ luật này có 17 chương, trong đó có chương 13 lần đầu tiên có quy định về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bên cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam, còn gọi là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngay khi luật có hiệu lực, ông Bùi Thiện Chi, Chủ tịch Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam đã nói với Đài Tiếng Nói AFA rằng luật mới chỉ quy định khung về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, còn quy định chi tiết sẽ do chính phủ ban hành. Ông Chi giải thích thêm như sau. Bộ luật lao động 2019 lại không quy định chi tiết các thủ tục và điều kiện để thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại các doanh nghiệp, mà giao cho chính phủ sẽ quy định chi tiết các việc đó. Nhưng cho đến thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2021, khi bộ luật lao động có hiệu lực thì chính phủ vẫn chưa ban hành những nghị định, hướng dẫn, điều kiện, thủ tục để thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở. Đây là hình ảnh vào năm ngoái, hôm 27 tháng 2 năm 2021, sau 2 ngày đình công của 8.200 công nhân, công ty túi sách Simon Tiền Giang đã buộc phải tăng lương 200.000 đồng cho toàn bộ công nhân. Hiện nay, người lao động muốn thực hiện quyền đó của mình thì cũng chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Cũng theo tác giả Buckley, trong bài viết một năm sau đó nhấn mạnh rằng bộ luật này cho phép người lao động thành lập tổ chức đại diện của người lao động không trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhưng việc tuyên bố của các tổ chức này là các công đoàn độc lập là một cách hiểu sai đáng kể, bởi những tổ chức này không phải là công đoàn. Tổ chức đại diện của người lao động chỉ được thành lập ở cấp độ doanh nghiệp cá nhân và bị hạn chế hơn về những gì họ có thể làm so với các công đoàn. Cũng theo giải thích trên trang web của công ty Luật Minh Khuê, chuyên tư vấn pháp luật cho người lao động, tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp khác với công đoàn. Tổ chức này không nằm trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam mà chỉ là tổ chức do người lao động thành lập theo trình tự, thủ tục, luận định. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp chỉ có cấp cơ sở, cấp doanh nghiệp, không có hệ thống của các cấp như tổ chức của công đoàn. Như vậy, tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở cũng là tổ chức đại diện của người lao động, nhưng chỉ bao gồm hai loại sau, đó là công đoàn cấp cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một công đoàn độc lập nào được thành lập vì nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan. Đây là hình ảnh ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam từ trái qua, bao gồm Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, đã bị nhà cầm quyền bắt giam và xét xử vào hồi năm 2021 với cáo buộc chống nhà nước. Giáo sư Đặng Hồng Võ cũng cho rằng bây giờ bảo người công nhân đứng dậy thành lập công đoàn độc lập khác với công đoàn do chính phủ tạo điều kiện, đạo diễn thì rất khó. Bởi người lao động thì thường chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để lương cao hơn, làm sao để cho no ấm, làm sao để được lòng người chủ. Cũng theo luật sư Đặng Trọng Dũng, công đoàn hiện nay là một tổ chức hữu danh nhưng vô thực, không có một cơ chế nào để đẩy hoạt động của công nhân, và công đoàn cũng không thể hoạt động thực chất của vấn đề. Thật sự công đoàn có vai trò của nó, nếu mà biết vận dụng thì cũng có thể làm được rất nhiều việc cho người lao động, nếu người lao động biết sử dụng. Khi người lao động bị những vấn đề liên quan đến họ thì họ mới bắt đầu tìm hiểu, thì lúc đó cũng đã trễ rồi. Nên cần phải có một luật sư chuyên về lĩnh vực đó ở công đoàn, để người lao động có việc thì họ lại hỏi. Và thực tế ở Việt Nam, có một số tổ chức xã hội dân sự như Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Hội Tù Nhân Lương Tâm, Văn Đoàn Độc Lập, Hội Nhà Báo Độc Lập, Hội Anh Em Dân Chủ v.v. được thành lập, nhưng những người đứng đầu đều bị bắt bớ và tù đầy. Lý do được các cấp tòa án nêu ra là vì họ chống phá chế độ, tiến hành các hoạt động đối lập đối với các cơ quan của hệ thống chính trị, đối lập với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Và đó là cách mà Đảng đánh lừa thế giới và để tiếp tục bắt chẹt người dân Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Ba ngày 11 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Mùa Xuân Tù Nhân Lương Tâm và ông Nguyễn Phú Trọng. Từ những vụ án nhức nhối, lương tâm,
đã tròn 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ án đẫm máu, thương tâm, gây nhức nhối lương tri toàn nhân loại ở thôn Hoành thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đó là vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày rằm tháng chạp năm Kỷ Hợi. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành chiến dịch rầm rộ, quy mô, có kế hoạch, có bí số với hơn 3.000 cảnh sát trang bị vũ khí đầy mình tấn công vào thôn Hoành nhằm giết chết vị thủ lĩnh của họ và khủng bố những người dân Đồng Tâm chỉ vì họ liên tục khiếu nại với chính quyền các cấp để bảo vệ đất đai là nguồn sống quan trọng của dân làng. Những loạt đạn oan nghiệt xé tan sự bình yên của làng quê bé nhỏ. Những người dân lành không tất sắc trong tay đã bị khủng bố, bị bắt bớ, bị đánh đập trong những ngày giáp Tết. Đây là hình ảnh 3.000 lính đặc nhiệm của Bộ Công an Việt Nam mà đứng đầu là ông Bộ trưởng Tô Lâm đã tấn công vào làng Đồng Tâm lúc rạng sáng vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình đã bị đánh đập man dợ trước khi bị bắn chết. Nhiều người thân của ông cũng như người dân thôn Hoành đã bị bắt. Đó chính là tội ác mà đất trời không thể dung thứ. Việc tấn công vào Đồng Tâm không hề có một căn cứ pháp lý nào cả. Báo chí do nhà nước cầm quyền kiểm soát thì đồng loạt áp đặt nói rằng ông Kình cầm đầu nhóm phiến loạn khủng bố vân vân. Nhưng không một cơ quan pháp luật nào khẳng định điều đó. Trước ngày định mệnh mùng 9 tháng 1 năm 2020, không người nào bị truy tố cũng như không có bản án nào được công bố cả. Mặc dù phải xông vào nhà bắn chết một cụ già 84 tuổi đang phải ngồi xe lăn, lục soát và lấy đi các thứ của cải cũng như giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu cánh đồng xanh đang tranh chấp. Mặc dù đã giết sai, làm sai nhưng truyền thông nề đảng phục vụ cho nhà cầm quyền được lệnh phải liên tục chửi bới, vu vạ và dựng lên những câu chuyện tồi tệ về nạn nhân. Tội ác chưa dừng ở đó khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục dựng lên cái gọi là vụ án giết người và chống người thi hành công vụ. Sau khi thủ tiêu người cha, chúng tuyên án tử hình hai người con trai của ông Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức, kêu án chung thân người cháu nội của ông Kình là Lê Đình Doanh, tức là con trai của anh Lê Đình Công. Cả ba thế hệ nhà cụ Kình bị truy sát nhằm tiện tận diệt cả dòng họ. Những kẻ chủ mưu và những người thực hiện tội ác tày trời này đã trà đạp lên luật pháp và công lý. Cho dù tránh khỏi lưới pháp luật, nhưng chắc chắn chúng không bao giờ tránh được luật trời, bởi luật nhân quả không chừa một ai. Đây là hình ảnh hai con trai của cụ Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức đã bị tuyên án tử hình. Nhằm biệt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến và răn đe dân chúng, vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, Tòa án thành phố Nhà Hồ đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hội Nhà báo Độc lập tuyên án nhà báo Phạm Chí Dũng, cựu sĩ quan an ninh 15 năm tù, nhà văn Nguyễn Tường Thụy cùng anh Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù giam với tội danh mơ hồ là chống phá nhà nước. Cả ba đều không kháng cáo. Ông Phạm Chí Dũng cho biết ông hiểu đây là một bản án đã được định sẵn để bóp nghẹt tự do báo chí ở Việt Nam. Ông nói, không kháng cáo bản án không phải là chấp nhận bản án bất công và rất nặng nề này. Hãy để bản án này cho thế giới thấy cái gọi là tự do nhân quyền, tự do báo chí ở Việt Nam như thế nào. Quả vậy, họ, những trí thức có nhân cách và có lòng yêu nước, không còn chút niềm tin nào vào chế độ dối trá này và không cần kháng cáo để xử phúc thẩm bản án vô nhân đạo, bởi họ không còn chút hy vọng nào về một phiên tòa xét xử công bằng. Mới đây, phiên tòa sơ thẩm xử nhà báo Phạm Đoan Trang vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 với mức án tù 9 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước, quy định tại Điều 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trong lời nói sau cùng, Đoan Trang đã vả vào bộ mặt của thể chế cầm quyền như sau. Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tụi tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh, các chị nhiều năm nay. Nhưng mãi mãi các anh, các chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành con người. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang trước tòa. Rồi đến việc ông sĩ phu Nguyễn Phú Trọng.
những cây bút nịnh hót luôn gắn cho ông Trọng danh xưng như sĩ phu Bắc Hà. Có lẽ họ nhầm lẫn vì sĩ phu xưa ngoài học rộng còn yêu nước, thương nòi, chuộng công bằng và lẽ phải. Ông Nguyễn Phú Trọng không có những phẩm chất đó, ông chỉ yêu nền tảng Mác Lê và thiên đường xã hội chủ nghĩa dành riêng cho những người cộng sản. Ông chỉ quan tâm đến sự tồn vong của đảng và chăm chút cho cái ghế của ông ta đang ngồi. Nhiều người ca ngợi ông Trọng qua chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, nhưng cái lò mà ông ta lập ra luôn biết chọn cột để phục vụ cho mục đích chính là thanh trừng phe nhóm và tranh giành quyền lực nội bộ. Những vụ án được cho điều tra xét xử chỉ nhằm xoa dịu sự phẫn nộ trong dân chúng, đánh bóng bộ mặt của đảng và kéo dài thời gian trị vì. Cứ nhìn những huân chương chiến công mà đích thân ông Nguyễn Phú Trọng vội vàng ban tặng cho những sát thủ tử nạn khi đi giết người, cướp đất lúc nửa đêm, có thể thấy rõ tột cùng của sự khốn nạn. Gần đây, ông Trọng cũng tặng huân chương lao động cho tập đoàn tội phạm Việt Á với vai trò dùng thép kít giả để hút máu nhân dân, thu lợi về hơn 4.000 tỷ đồng giữa lúc người dân cả nước đang đói khát và khó khăn. Kèm thêm, thép giả này đã gây ra cái chết không biết bao nhiêu nghìn người Việt Nam. Đã xuất hiện thông tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rút lui khỏi chính trường sau hội nghị trung ương lần thứ 5 của Đảng, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2022. Tuổi già, bệnh tật hành hạ, thời gian ông Trọng ở viện nhiều hơn ở trụ sở Đảng hay ở nhà. Có lẽ sự mệt mỏi, đau yếu về thể xác và sự bế tắc về tinh thần đã buộc ông ta phải buông bỏ cái ghế đầy quyền lực mà ông ta quyết bám lâu nay, bởi ông ta không thể mang nó xuống mồ. Và ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng để ngồi với chiếc ghế đầy quyền lực đó? Kịch rất gay cấn đang chờ phía trước khi mà cuộc chiến vương quyền không có chỗ cho những kẻ yếu tim. Đồng tâm sự thật đã được biến thể như thế nào? Trên trang báo Luật Khoa Tạp Chí, tác giả Y Chan có bài bình luận như sau. Vào những ngày đánh dấu tròn 2 năm sự kiện Đồng Tâm, người dân không thể nào tìm thấy bất kỳ thông tin gì về nó trên hàng trăm tờ báo của nhà nước. Một sự kiện khủng bố như cách của chính quyền gọi tên bỗng dưng mất tích một cách khó hiểu. Một vụ án có tới 29 người dân bị truy tố, trong đó có 2 người bị kết án tử hình, bỗng nhiên không còn được báo đài trong nước nhắc tới. 3 chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ với những chức huân chương chiến công hạng nhất được ký tặng siêu tốc. Chỉ một ngày sau khi cuộc tấn công diễn ra, giờ đây cũng biến mất khỏi ký ức của dư luận. Những người ủng hộ nhiệt thành câu chuyện được biến tấu nhiều lần của chính quyền liệu có bao giờ tự hỏi vì sao có một sự kiện rung động như vậy lại nhanh chóng rơi vào quên lãng? Và vì sao chính quyền đến giờ này vẫn ra điều kiện buộc gia đình ông Lê Đình Kình phải chấp nhận ông chết ngoài cánh đồng xanh thay cho sự thật đã bị bắn chết tại nhà? Và vì sao người anh hùng bắn chết kẻ khủng bố đó là ông già bệnh tật gần 90 tuổi cụ Lê Đình Kình đến nay vẫn không dám xuất đầu lộ diện trước công chúng để kể về chiến công hiển hách của mình? Đây là hình ảnh những viên đạn còn vương vãi khắp giường ngủ ở nhà cụ Lê Đình Kình. Và vì sao khi các phiên tòa xét xử đã kết thúc từ lâu, số tiền phúng điếu hơn nửa tỷ đồng của người dân cả nước gửi cho gia đình cụ Lê Đình Kình vẫn bị ngân hàng Vietcombank phong tỏa mà không có bất kỳ lời giải thích nào? Nếu đó là tiền của khủng bố như Bộ Công an tuyên bố lúc đầu, thì vì sao họ không dám công khai đương hoàng xử lý theo luật? Đã có quá nhiều câu hỏi vì sao đều dẫn về một câu trả lời rằng chính quyền đã nói dối. Phiên bản lịch sử đã bị chỉnh sửa nhiều lần và họ dựng lên về Đồng Tâm là một phiên bản dối trá. Nếu ví cuộc đời như chiếc thuyền, sự thật là dòng nước, thì mỗi lời nói dối như việc tự đục thủng chiếc thuyền. Càng nói dối, thuyền càng nhiều lỗ thủng và người trên thuyền càng phải ra sức bịt các lỗ thủng đó. Chính quyền đã lựa chọn cách im lặng để không phải tiếp tục bỏ công bỏ sức ra bịt thêm những lỗ thủng là lời dối trá. Bằng cách đó, họ đã hy vọng dư luận sẽ nhanh chóng quên đi và sau này khi có nhớ lại, dư âm sẽ chỉ còn là những phiên bản lịch sử đã bị cải biên của họ. Và sự thật được xuất bản theo những cách thức như thế nào? Đó hoàn toàn không phải là điều gì mới mẻ. Đây là công thức xuất hiện ở mọi sự kiện xung đột lớn nhỏ của chính quyền với người dân. Những vụ cưỡng chế đất đai tại Dương Nội, Thủ Thiêm hay Vườn Rau Lộc Hưng, rồi các phiên tòa bỏ túi xét xử những người bất đồng chính kiến, những chiến dịch thanh trừng kiểu cải cách ruộng đất trước kia,
và thông tin về các cuộc chiến trong những thanh niên thập niên vừa qua. Tất cả đều được nhào nặn dưới bàn tay của chính quyền với mong muốn tạo ra một thế hệ mất trí nhớ. Đồng Tâm không chỉ là một cái tên và một danh sách dài dằng dặc những sự kiện lịch sử bị bôi tẩy. Tác giả Y Chan đã nêu quan điểm của mình như vậy.